click đây một điểm. Và chúng ta do chế độ auto là F8. Chúng ta click ở đây. Chúng ta enter. Quý vị các bạn thấy điều gì? Tôi đang dựng một cái hình mà sau này chúng ta thấy rằng tương đối là phức tạp. Nhưng xuất phát từ hai cái đường rất là đơn giản. Vậy thì tọa độ các đỉnh đâu? Chúng ta không quan tâm. Chiều dài cái đoạn này là bao nhiêu? Chúng ta cũng không quan tâm. Chúng ta chỉ phải nắm đến một cái vấn đề thật sự là cái điểm mấu chốt trong cái quá trình dựng hình, đó là kích thước tương đối, kích thước của các đối tượng với tương đối của nó với nhau để cấu thành cái hình đó mới là quan trọng. Còn cái vị trí của cái hình đó như thế nào trên cái bản vẽ thì chúng ta nó với lại so với những cái hình chiếu khác thì cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần quan tâm một tí thôi. Chứ thực ra này nó không quan trọng bằng cái, các kích thước liên hệ với nhau để tạo ra cái hình đó. Tôi nhắc lại, tức là cái kích thước tương đối, cái quan hệ giữa các đối tượng để tạo nên cái hình mới là quan trọng đó. Bây giờ chúng ta thấy này, ở đây nè, tôi có cái hình như vậy đó, quý vị các bạn quay lại trở lại màn hình, chúng ta thấy hai cái hình này, hai cái đường thẳng là tôi vẽ bất kỳ. Bây giờ tôi cần phải có một cái đường thẳng song song với đường này và cách đây là 10 mm, và phía trên này có một cái đường thẳng cách đây là 70 mm. Thì tôi thay vì tôi vẽ lệnh thì bây giờ tôi gõ O từ bàn phím. À, nói tới đây thì quý vị các bạn hình dung là cái lệnh O này là gì? Đây là lệnh offset. Chúng ta click O và chúng ta enter. AutoCAD hỏi chúng ta cái lệnh offset chúng ta đã học rồi, khoảng cách chúng ta nói 10, chúng ta gõ vào đó và chúng ta enter được bàn phím. Sau đó chúng ta AutoCAD nhắc chúng ta là select offset to offset, lựa cái đối tượng để mà chúng ta offset ra. Chúng ta nói đối tượng ở dưới này nè, chúng ta click chuột ở đây và chúng ta chỉ lên phía trên về phía mà chúng ta muốn, click chuột trái đó. Thì chúng này chúng ta thấy một cái đối tượng song song với đối tượng vừa tạo ra là 10 mm. Quý vị các bạn lưu ý là chúng ta nắm cái nguyên lý, cái cách dựng hình của nó. Bây giờ tôi escape ở chỗ này, để hết cái lệnh đó tôi gõ escape từ bàn phím và tôi enter trở lại một lần nữa. Sau đó cái khoảng cách chỗ này tôi cho là 70 mm, tôi gõ là 70, tôi enter và tôi bấm lên cái đối tượng dưới cùng này nè, bấm ở đó và bấm về phía mà tôi mong muốn, thì lúc đó cái đối tượng nó cắt ra là đúng 70 mm. Chúng ta thấy như vậy. Bây giờ chúng ta enter để kết thúc cái lệnh đó. Tôi muốn dựng một cái hình, một cái đối tượng mà cách ra đây là phía dưới này là 60 mm, hai cái đường thẳng giống như vậy nữa, thì quý vị các bạn thấy là gì? Chúng ta lại gõ offset từ bàn phím, chúng ta enter. Tất cả những cái lệnh mà chúng ta học nó được ứng dụng ở đây. Chúng ta nói nè, chúng ta gõ này, cái thước này là 60 và chúng ta enter. Sau đó chúng ta bấm vào cái đối tượng mà chúng ta mong muốn, bấm vào đây và bấm về phía chúng ta muốn. Sau đó chúng ta lại bấm lên đối tượng mà chúng ta muốn tạo đồng dạng đó, chúng ta bấm về phía chúng ta mong muốn. Thì chúng ta có hai cái đường thẳng cách đúng 60 mm. Vậy thì kích thước chính xác của nó là có. Bây giờ tôi sẽ làm cái chuyện tương tự nữa để dựng cái hình. Sau này tôi sẽ dùng những cái bản vẽ rất cụ thể, chúng ta vẽ một cái bàn, cái ghế, vẽ những cái vật dụng nào, sau này chúng ta vẽ cái mô hình đó, chúng ta đưa qua 3D Max hay là những cái phần mềm 3D khác, trao đổi dữ liệu với nhau trong cái hệ CAD và vân vân. Thì chúng ta thấy nè, chúng ta enter được bàn phím để kết thúc. Bây giờ chúng ta lại gõ O nữa từ bàn phím và chúng ta nói là cái khoảng cách này là 35 mm, chúng ta enter. Bởi vì sao? Tôi muốn tạo một cái đối tượng cách cái đường tâm này là 35 mm. Tôi click lên đó, tôi enter. Quý vị các bạn thấy có thể là chưa hình dung được cái hình chúng ta đang muốn là gì, nhưng tôi đang minh họa là cái hình mà chúng ta vẽ ra có các kích thước rất là chính xác bằng cái lệnh mà nãy giờ chúng ta vẽ là gì? Chúng ta dùng polyline và offset. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm hai cái đường polyline từ đây xuống đây. Chúng ta vẽ polyline thì chúng ta gõ BNL, enter. Điểm bắt đầu đâu thì chúng ta nói rằng điểm bắt đầu là giao điểm. Chúng ta chọn cái thanh công cụ này là intersection ở đây, click vào đó. Hay chúng ta có thể gõ in từ bàn phím cũng được, click vào đó. Và chúng ta chỉ cái điểm đó là chỗ này. Chúng ta click chuột trái lên cái điểm đó. Đó. Quý vị các bạn thấy cái đường đó, cái màu, một cái màu khác. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy nó đi theo kiểu đi được hai trục thôi. Chúng ta bấm F8 trên bàn phím để bỏ cái quá trình đó. Bây giờ chúng ta có cái đường tự do.
Ở đây cái chế độ tự truy bắt thì chúng ta thấy ở đây nó có, chúng ta lít chuột trái và enter một lần nữa. Bây giờ chúng ta có cái đường polyline đây rồi. Đó. Đơn giản nhất, bây giờ chúng ta muốn có một cái đường bên này nữa thì quý vị các bạn, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta chọn mirror, chúng ta gõ MI, enter. Chúng ta chọn cái đối tượng của chúng ta để đối xứng, chúng ta lít chuột trái lên cái đường thẳng này nè. Chúng ta enter để kết thúc cái quá trình mà chúng ta lựa chọn đối tượng. Thì AutoCAD hỏi chúng ta, cái lệnh mirror chúng ta đã học rồi đó. Tức là gì? Xác định cái điểm đầu tiên của cái đường đối xứng. Chúng ta nói điểm đầu tiên của đường đối xứng là đây nè. Ta lít chuột trái lên đây. Và chúng ta điểm thứ hai của đường đối xứng là chúng ta di chuột xuống phía dưới, chúng ta lít đây. Thì AutoCAD hỏi chúng ta một cái câu lệnh cũng quen thuộc là chúng ta có xóa cái đối tượng cũ không? Chúng ta trả lời là no. Thì bây giờ chúng ta đã có cái đường thẳng đó ở bên đối xứng qua. Cái đường ở giữa là đường tâm. Nói tới đây, quý vị các bạn thấy là chúng ta đang dựng nên một cái hình từ hai cái đường rất là đơn giản và những cái thao tác cũng đơn giản bằng những lệnh. Tới đây chúng ta đã sử dụng được 3 lệnh: offset, mirror và lệnh polyline. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái lệnh là chúng ta cắt bỏ hết. Chúng ta cắt bỏ hết những cái phần dư. Muốn bỏ hết những cái phần dư này đó thì quý vị các bạn làm chuyện gì? Tức là chúng ta sẽ dùng cái lệnh ở trên trình đơn modify này nè. Và chúng ta chọn cái lệnh đó là lệnh trim. Lệnh này chúng ta học rồi, lệnh tắt của nó là TR. Chúng ta sẽ cắt bỏ hết tất cả những phần dư ra ngoài cái hình chúng ta mong muốn. Chúng ta click vào trim. Và chúng ta bấm chuột trái trên cái khung hình chữ nhật co giãn này, chúng ta chọn tất cả các đối tượng ở đây. Tức là các cái cạnh cắt mà trong cái lệnh trim tôi đã hướng dẫn quý vị các bạn rồi đó. Chúng ta enter chỗ này để chúng ta xác định các cái lệnh cắt tới đó là đủ. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta cắt bỏ những cái đoạn dư này. Thì chúng ta cắt chỗ nào thì chúng ta chỉ cần bấm chuột trái đẩy ngang lên đó. Đối với cắt 207 thì chúng ta thấy rất là đơn giản thôi đó. Chúng ta cứ bấm chuột trái liên tục như vậy. Quý vị các bạn thấy rằng tôi cắt rất là nhanh ở chỗ này. Chúng ta không cần bấm trực tiếp lên đối tượng mà chúng ta chỉ cần bấm ở ngoài vậy, cho cái hình chữ nhật đó dắt ngang lên đối tượng thì chúng ta có. Hay chỗ này tôi cắt bỏ hai đoạn chỗ này. Chúng ta enter để kết thúc cái lệnh cắt, cái lệnh trim đó. Như vậy thì tới đây chúng ta xài được 4 lệnh, tức là lệnh beeline, lệnh mirror, lệnh offset, đúng không? Đó, chúng ta có là những cái lệnh là với lệnh trim mới vừa làm xong. Bây giờ quý vị các bạn thấy nè, đây cái hình của chúng ta nó là như vậy, nhưng mà những cái đường nét này nó nằm ở những cái layer khác nhau thì không có gì hết, rất là đơn giản thôi. Chúng ta có một cái là chúng ta đưa chuột lên phía trên này nè. Vô cái đúng cái thanh công cụ điều khiển của cái layer đó, chúng ta click rồi đó, chúng ta nói nè, layer cơ bản. Ta click lên layer cơ bản. Và bây giờ chúng ta gõ BL từ bàn phím, chúng ta enter. Chúng ta vẽ đại một cái đoạn bất kỳ ở đâu đó, enter vào đó. Bây giờ muốn có cái layer đường khuất thì chúng ta click chuột lên đây. Chúng ta chọn layer đường khuất và chúng ta cũng gõ BL từ bàn phím. Chúng ta vẽ đại một cái đoạn nào đó nằm ở đây. Hai cái đoạn đó chỉ để làm cái gọi là cái tham chiếu cho cái chuyện mà chúng ta những thao tác phía sau. Thì chúng ta mới di chuột lên phía trên cái thanh công cụ, trên cái thanh standard nè. Chúng ta thấy chỗ cái cây cọ đó gọi là match property. Cái match property này tức là chúng ta gán cho phù hợp về tính chất. Mà tôi đã có nói chuyện với quý vị các bạn trong cái lệnh lần trước, tức là trong cái trình đơn modify đó. Modify đó, chúng ta có thể là đích chuột vào cái match property đó. Chúng ta thấy nè, ở trong cái màn hình đồ họa AutoCAD hỏi chúng ta nè, hãy select source object, tức là lựa chọn cái đối tượng nguồn đi. Vậy thì tôi đích chuột lên cái đối tượng màu đỏ này nè, đích chuột trái lên đó để chọn đó. Sau đó chúng ta select destination object, tức là các cái đối tượng đích, đối tượng đó. Và chúng ta muốn gán cái tính chất đó lên thì đơn giản là chúng ta cứ gán như thế này. AutoCAD 207